Ukraine nói sắp tăng tốc phản công Nga. EU tung 11 đòn sấm sét nhưng một ngành của Nga bất khả xâm phạm, tiền quần quận đổ về Moscow. Trên thế giới ngày hôm nay có nhiều thông tin biến động đáng chú ý. Những tin tức nóng hổi sẽ có ngay sau mục điểm tin. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc phản công đang diễn ra của quân đội Ukraine dự kiến sẽ tăng tốc sau khởi đầu chậm chạp. Ukraine, chiến dịch phản công đang tiến triển. Theo CNN, phát biểu tại diễn đàn an ninh Aspen hôm 22 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đổ lỗi cho tiến độ chậm chạp của cuộc phản công là do chiến dịch bắt đầu muộn hơn dự kiến và thiếu đạn dược. Ông nói, chúng tôi đã có kế hoạch bắt đầu phản công vào mùa xuân, nhưng chúng tôi đã không thực hiện được, bởi vì thẳng thắn mà nói, chúng tôi không có đủ đạn dược và vũ khí, cũng như không có đủ các lữ đoàn được huấn luyện bài bản. Ý tôi là được huấn luyện bài bản để sử dụng những loại vũ khí này. Vì chúng tôi bắt đầu hơi muộn, nên có thể nói, và đó là sự thật. Được tất cả các chuyên gia chia sẻ, rằng điều đó đã cho Nga thời gian để xây dựng một số tuyến phòng thủ, ông nói thêm. Chắc chắn là họ đã có nhiều thời gian hơn mức cần thiết. Vì vậy, họ đã xây dựng tất cả các tuyến phòng thủ đó. Và thực sự, họ có rất nhiều mìn trên các cánh đồng. Vì vậy, tốc độ phản công của chúng tôi chậm hơn, ông Zelensky giải thích. Tổng thống Ukraine cho biết, bất chấp những khó khăn, chiến dịch phản công đang tiến triển. Ông nói, chúng tôi không muốn mất người, nhân viên và quân nhân của mình. Chúng tôi không muốn mất thiết bị và vì thế, họ, quân đội Ukraine đã khá cẩn thận về các hành động tấn công. Tôi muốn nói rằng, chúng tôi đang tiến gần đến thời điểm chiến dịch phản công có thể tăng tốc vì chúng tôi đã vượt qua được một số khu vực rơi đặc mìn và chúng tôi đang rà phá mìn ở những khu vực này. Nga nói, các cuộc tấn công của Ukraine đều thất bại. Bình luận của ông Zelensky được đưa ra khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng phương Tây thất vọng với kết quả của cuộc phản công Ukraine. Rõ ràng là những người ủng hộ phương Tây của chế độ Kiev thất vọng với kết quả của cái gọi là cuộc phản công, ông Putin nói hôm 22 tháng 7. Kể từ khi cuộc phản công của Ukraine bắt đầu vào tháng 6, cuộc giao tranh đã tỏ ra khó khăn hơn một số dự đoán, với tiến độ được đo bằng trăm mét thay vì hàng chục km. Ukraine đã hy vọng chiến dịch phản công có thể đánh bật một lượng đáng kể lực lượng Nga khỏi lãnh thổ Ukraine và xoay chuyển cục diện của chiến. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc phản công quy mô lớn dọc theo một số khu vực tiền tuyến từ những ngày đầu tháng 6, nhưng các cuộc tấn công của họ đều thất bại. Tổng thống Putin mô tả những tổn thất của Kiev là thảm khốc và lớn hơn gấp 10 lần so với tổn thất của Moscow. Nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng Kiev đã mất ít nhất 259 xe tăng và 780 xe bọc thép kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công. Vì sao vũ khí hạng nặng hiện đại của Ukraine bị phá hủy nhiều đến thế? Thứ nhất, quân đội Ukraine đang thiếu trầm trọng phương tiện cứu kéo nên họ không thể thu hồi một số phương tiện bọc thép bị hỏng hóc do trục trặc hoặc bị phá hủy, hư hại một phần nhưng vẫn còn có thể sửa chữa được. Thứ hai, kỹ năng của binh lính sử dụng vũ khí hạng nặng của quân đội Ukraine chưa tốt và một số chiến thuật được áp dụng không hợp lý. Thứ ba, quân đội Ukraine thiếu vũ khí phòng không tự hành nhằm đảm bảo khả năng che đầu cho lực lượng tăng thiết giáp. Theo DW, dù đang cai nhiên liệu hóa thạch của Nga, thì EU vẫn phải vật lộn để từ bỏ thêm thói quen sử dụng hạt nhân của Nga. Kết quả là hàng trăm triệu euro tiếp tục chảy vào kho bạc của Moscow. Chưa đầy một tuần sau khi xung đột Ukraine xảy ra, một chiếc máy bay chở hàng Ilyushin II-76 thuộc hãng hàng không Nga Volgadnef đã bay qua Belarus và Ba Lan trước khi hạ cánh xuống Slovakia. Chiếc máy bay bí ẩn cất cánh từ Nga đã khiến những người theo dõi chuyến bay bất ngờ vì chỉ một ngày trước đó, Liên minh châu Âu EU đã ra lệnh đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không và máy bay tư nhân của Nga. Theo Deutsche Welle, Đức, chiếc máy bay đã được miễn trừ cấm vận vì nó vận chuyển nhiên liệu hạt nhân quan trọng cho 4 lò phản ứng hạt nhân do Nga thiết kế ở Slovakia. Khoảng một tháng sau, một chiếc máy bay cùng loại của Nga lại bay xa hơn sang Hungary để vận chuyển nhiên liệu hạt nhân. Giống như Slovakia, Hungary hoàn toàn phụ thuộc vào nhiên liệu hạt nhân từ Nga để cung cấp năng lượng cho các nhà máy điện hạt nhân. Các chuyến bay này chính là một dấu hiệu khác của việc châu Âu phụ thuộc năng lượng của Nga trong hàng thập kỷ. Gần một nửa tổng lượng điện ở Slovakia và Hungary, hơn 1/3 ở Cộng hòa Séc và Bulgaria được sản xuất từ nhiên liệu hạt nhân của Nga. Dù đang cai nhiên liệu hóa thạch của Nga, thì EU vẫn phải vật lộn để từ bỏ thói quen sử dụng hạt nhân của Nga. Kết quả là hàng trăm triệu euro tiếp tục chảy vào kho bạc của Moscow. Một năm trước, tôi đã nói rằng khí đốt của Nga sẽ là thứ khó bỏ nhất đối với EU,
nhưng bây giờ có vẻ như hạt nhân của Nga mới là thứ khó bỏ nhất. Nicholas Borister, chuyên gia tổ chức tư vấn Brussels, nói với DW, EU có rất nhiều yếu tố phụ thuộc, vấn đề này rất kỹ thuật, rất phức tạp. Sau đó là các vấn đề về tiêu chuẩn và an toàn. Đoàn 7 Rosatom, Nga chiếm hơn 45% công suất làm dầu uranium của thế giới, cung cấp nhiên liệu nguyên tử cho các nhà máy điện hạt nhân ở một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ. Bất chấp các lệnh trừng phạt, Mỹ vẫn tiếp tục trả 1 tỷ đô la mỗi năm để mua nhiên liệu từ tập đoàn hạt nhân quốc gia Nga Rosatom. Dữ liệu của cơ quan cung cấp Euratom cho thấy gần 20% lượng uranium thô mà EU nhập khẩu đến từ Nga và 23% khác đến từ Kazakhstan, nơi Rosatom có ảnh hưởng. Nga cũng cung cấp khối lượng lớn các thanh nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân châu Âu. Sonia Schmidt, giáo sư nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Virginia Tech cho biết, Rosatom là một trong số ít công ty trên thế giới đã làm chủ được toàn bộ chu trình nhiên liệu hạt nhân, tức là làm dầu, sản xuất nhiên liệu và tái xử lý. Các nước Trung và Đông Âu đặc biệt phụ thuộc vào nhiên liệu của Nga. Có tổng cộng 18 lò phản ứng hạt nhân do Nga thiết kế ở Slovakia, Bulgaria, Hungary, Cộng hòa Séc và Phần Lan hiện đang chạy hoàn toàn bằng nhiên liệu và dựa vào công nghệ của Nga. Ngoài ra, Rosatom có mối quan hệ lâu dài với công ty điện lực EDF của Pháp khi hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác dài hạn vào năm 2021 để tăng cường hơn nữa mối quan hệ. Nhân tố Hungary, Nga đã xuất khẩu công nghệ và vật liệu hạt nhân trị giá hơn 1 tỷ đô la trên toàn cầu từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2022, theo nghiên cứu của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh, RUSI. Trên thực tế, giá trị xuất khẩu liên quan đến hạt nhân của Nga không chỉ không bị thu hẹp kể từ tháng 2 năm 2022, mà dữ liệu còn cho thấy rằng giá trị này có thể đang mở rộng khi một số khách hàng trung thành vẫn mong muốn hợp tác kinh doanh lĩnh vực hạt nhân với Nga, RUSI cho biết. Trong số những khách hàng thân thiết đó có Hungary. Báo cáo cho thấy giá trị xuất khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga sang Hungary từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2022 vượt xa so với bất kỳ giá trị nào trong 3 năm trước đó. Vào tháng 8 năm 2022, Budapest đã quyết định xúc tiến việc xây dựng thêm 2 lò phản ứng hạt nhân của Nga. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Hungary một lần nữa đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ năng lượng hạt nhân khỏi gói trừng phạt thứ 11 của EU đối với Nga hồi tháng 6. Chuyên gia Puiter cho rằng, doanh thu từ xuất khẩu hạt nhân sang EU chỉ là một phần nhỏ trong số hàng chục tỷ đô la mà Moscow thu được bằng cách bán dầu và khí đốt cho khối này. Thiếu các giải pháp thay thế cho ngành hạt nhân. Hiện nay, các nước EU, bao gồm Cộng hòa Séc, Bulgaria và Slovakia, đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn nhiên liệu hạt nhân của Nga. Westinghouse, đối thủ từ Mỹ của Rosatom, vốn đang cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho các lò phản ứng của Nga do Nga thiết kế ở Ukraine, mong muốn sẽ thế chân nguồn cung hạt nhân Nga ở EU. Vào tháng 5, Fennovoima của Phần Lan đã đơn phương chấm dứt hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân với Rosatom. Các chuyên gia cho biết, mặc dù urani từ Nga có thể được thay thế tương đối dễ dàng bằng nguồn cung cấp từ nơi khác, nhưng việc tìm kiếm các giải pháp thay thế cho khả năng làm dầu nhiên liệu của Nga có thể mất nhiều năm. Đơn giản là không có đủ năng lực ở những nơi khác trên thế giới để cắt đứt và chấm dứt các mối quan hệ đó một cách nhanh chóng, ông Smith nói. Đó không phải là một công nghệ bí mật, nhưng là một công nghệ đòi hỏi nhiều vốn đầu tư. Với những bất ổn xung quanh tương lai của các ngành công nghiệp hạt nhân, đó là thứ mà ngành công nghiệp tư nhân khó vươn tới. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!